Vâng, chúng ta sẽ vắn tắt với những thông tin chiến thuật của hai bên thứ nhất thì phía nga tấn công bằng uav vào nhiều khu vực của ukraine à vâng màu xanh trước của ukraine đi ukraine tấn công vào vùng volgograd một cái sân bay quân sự của nga đây à, vàng và bộ tổng cái gì nhỉ tổng cục tình báo bộ quốc phòng nói rằng là phá hủy vài máy bay giống như mọi lần còn về phía nga thì cũng tấn công uav nhưng không tập trung mà giải rác ở các cái khu vực miền trung và miền uh, miền miền nam của ukraine liên quan tới tình hình biên giới thì uh, những diễn biến có vẻ khá nóng khi sáng nay thì một lực lượng ukraine khá hùng hậu đã vượt qua biên giới để tiến vào uh, lãnh thổ của nga ở uh, khu vực làng uh, kromone đây đây đây, một trong hai khu vực này, Kromonoe hoặc là Krylovka, à, khoảng độ 200 người cộng với lại sự tham gia của xe bọc thép và nhiều khẩu pháo trong đó có cả Hima tấn công. Sau đó thì đã bị phía Nga phá hủy và tiêu diệt những đợt cánh quân đầu, sau đó thì họ đã rút đi rồi sau đó phía nga cho biết rằng là họ đã phát hiện ra thêm những cái sự di chuyển quân của Canada dày đặc hơn về phía biên giới và dọc theo biên giới ờ, ở khu vực uh, vâng đây là tỉnh brian này rồi đây là đến tỉnh uh, sumi này sẽ đúng không ạ và đến tận ben Gros nữa có nghĩa là cả ba cái khu vực chiến thuật mà phía nga ông nọ tuyên bố là sẽ thành lập ba cái cánh quân lớn để mà giải quyết uh, gọi là cuộc xung đột biên giới ấy. thì bây giờ Ukraine đều dập dòm quân ở ba khu vực này. Rồi những thông tin về phía Ukraine cho biết rằng họ đang tụ tập khoảng 30.000 quân ở giữa biên giới của hai tỉnh này. À không phải 30.000 quân, 30% binh lực. 30% binh lực đang tập trung Vâng và, và cái thông tin này thì không biết đích xác ai nói nhưng mà với như thế này thì tôi cảm nhận thôi tất nhiên là tôi cảm nhận còn khả năng Ukraine tấn công cả ba hướng là đều có đúng không ạ quan trọng là tấn công như thế nào thôi bao nhiêu thôi thì đều có khả năng đó và nếu chúng ta nhìn vào cái diễn biến như thế này thì rất dễ để nhận ra nếu Ukraine có tấn công thì họ sẽ tấn công theo thói quen đây là cái đỉnh cao nhất của tỉnh Sumy này họ tấn công vào cái đỉnh cao nhất này thì cái hướng tấn công thứ hai của họ cũng sẽ ở cái đỉnh cao nhất đúng không ạ à, hoặc là ở cái hướng về khu vực nhà máy điện hạt nhân Kucharov và cũng chính là khu vực bao vây cái tỉnh cái thành phố Rizki ở đây đấy và đây là cái điểm mà gần nhất để nối với khu vực bên này cho nên là khả năng Ukraine tung ra những cái thông tin về việc tấn công biên giới để mà họ tập trung để tấn công vào cái điểm này là rất cao đúng không ạ Nhất là quan chức của họ nói là 30%, thì có nghĩa rằng là họ chỉ nói 30% thì chúng ta cũng không biết là nó có bao nhiêu. Đấy, cũng có thể là 30.000 quân, cũng có thể là ít hơn, mà cũng có thể 50.000 quân. Nhưng mà với những cái sự uh, gọi là lắt léo của Ukraine thời gian gần đây, thì chúng ta có thể đi tới một cái suy luận rằng là họ đang tung ra những cái chiến dịch, chiến tranh thông tin hỏa mù để họ làm những cái việc quan trọng nào đó. Chắc chắn là sẽ có những cái chuyện quan trọng có thể là cái giai đoạn hai lớn chính thức ở vùng Sumy và bắt đầu từ cánh trái. Còn khả năng uh, diễn ra những cái việc tấn công thật thì cũng là có đúng không ạ, không loại trừ. Còn về khu vực Zaporizhia thì chiều nay Ukraine tổ chức thêm những đợt tấn công UAV, vốn thì nó đã khá dày đặc, bây giờ ở tấn công thêm nữa thôi. Và không có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng là Ukraine chuẩn bị tấn công trên quy mô lớn hơn theo những cái lời đồn thổi ở phía phía Nga. À, vâng, tất nhiên là không phải đồn thổi mà là những cái sự gọi là ước lượng, tính toán, dự đoán nào đó, đúng không ạ? Còn ngày chiều hôm qua thì Nga chiếm cái thành luliske rồi sau đó thì họ cũng củng cố cái chiến sự xung quanh này, trận địa xung quanh này và cũng không có động thái gì thêm. Như vậy là chúng ta đã đi luôn từ hướng Zaporizhia sang khu vực Velika, không có thông tin gì. Rồi đến với khu vực Uleda cũng không có thông tin gì. Giao tranh đang diễn ra ác liệt ở các tuyến đường 532 của Uleda kéo lên Konstantinivka. Tuy nhiên thì không khí giao tranh ở trong thành Konstantinivka có vẻ càng ngày càng khúc liệt khi mà cái tuần thứ ba nó bắt đầu đến cái giai đoạn cuối. Ngày hôm nay thì có nhiều nguồn tin cho biết rằng là chỉ huy của lực lượng lữ đoàn số 79 đã phát hoảng khi họ bất ngờ thấy cờ quân nga cắm ở đâu đó ở khu vực bên phía này, đấy, bên phía này của cái con đường 532. Đây là một cái tuyến phòng thủ dọc theo con đường Ukraine đang cố giữ. Thì bây giờ nga cắm đâu đấy và phía bên tay trái này, chúng ta chưa rõ cái tọa độ nhưng rất có khả năng ngày mai, sáng ngày mai chúng ta sẽ thấy nga à, thay đổi bản đồ như nào đó. Có nghĩa là họ đã đột kích sang đấy tại một thời điểm nào đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái tuần thứ ba của phía Nga khá thành công khi họ đột phá qua những vị trí quan trọng để tiến vào khu vực miền Tây của một thị trấn rất khó, đúng không ạ? Tiếp tục di chuyển lên hướng trên, chúng ta không thấy thông tin gì từ Maximilitka, Krasnohoritka. Tuy nhiên, đến vùng Horovka thì mới có thông tin sơ bộ rằng Nga đã tổ chức đột kích qua sông Đấy, và cái này thì như chúng ta đã dự báo đúng không ạ là có khả năng cánh quân ở phía dưới này sẽ dậm dịch Đấy, để mà phục vụ cho cái hướng tấn công ở phía trên sau khi mà cái cánh quân này thì cũng đã vượt qua điểm thắt nút cổ chai để đánh chiếm sang bên kia và chiếm toàn bộ bên này trong hai ngày trước đây Đấy, thì chúng ta cũng biết là cái vai trò của cái thành Carlopa này tuy nhiên thông tin này nó chưa được xác nhận quý vị. ạ nhưng mà bản đồ này thì nó đã ghi nhận cái điểm, cái điểm 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 vùng xám này ra rồi mở rộng xuống phía dưới rồi thì về mặt logic chúng ta thấy rằng phía nga đang có một cái một, một cái làn sóng đúng không ạ một cái cơn sóng thần tấn công từ phía bắc xuống phía nam thì như vậy là họ cứ tiến đến đâu thì chiều ngang họ tiến đến đấy nếu quý vị nhìn thấy họ đã chiếm Mesove họ chiếm sở rồi họ chiếm cái thành bé bé ở đây rồi họ chiếm cái no ra thì như vậy nó chỉ là cái logic thông thường khi mà họ tiến càng tới xa thì họ sẽ chiếm nốt cái này đúng không ạ? Là coi như cái thành cuối của khu vực cái bờ hồ lớn này. Và cũng là nơi mà có thể nói rằng là Nga sẽ giải quyết được hoàn toàn cái cung đường quốc lộ họ tạo ra bước ngoặt cho cái trận đấu ở giai đoạn tiếp theo ở vùng Porok. Vậy là đây là một cái mũi tấn công tuy chưa được xác nhận nhưng mà nó rất là logic và chúng ta sẽ chờ cái sự xác nhận tiếp theo. Thông tin đến từ nhiều nguồn cho biết là thực sự nga chiều hôm nay đã đánh bật ukraine ra khỏi uh, Pertiche. Quân ukraine đã rút về một lực lượng rất lớn, rút về khu vực kalinova ở đây và thiết lập một hệ thống phòng thủ uh, dọc theo hướng gọi là đông nam đông bắc tây bắc uh, về phía này. Và quân ukraine uh, quân nga đã tràn xuống uh, từ hai hướng. Sau khi họ đánh xong finne, họ đã tràn xuống khu vực này. Nhiều người nói rằng đã giao tranh trong khu vực đô thị nhưng tôi nghĩ rằng như thế thì nhanh quá, đúng không ạ? Có lẽ là đang đánh nhau ở cái 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 vành đai của nó bên ngoài thôi. Khoảng cách từ làng Petitche tới Kalinopna này nó khá xa so với lại các khoảng cách trước. Nó thường nó gấp đôi và phải đi qua rất nhiều những cái cánh đồng, chống trải, nhiều khu rừng chạy dọc. Có thể nói là rất dễ rơi vào mai phục nếu như mà tiến nhanh không có các cái hướng bổ sung đúng không ạ không có cái hướng tiến song song như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là với những nỗ lực của phía nga tiến từ các cánh bên bờ sông sang phía nga đã có được những bước tiến rất thuận lợi hướng xứ phía dưới bây giờ họ chỉ còn một cái pháo đài cuối cùng kalinove trước khi họ chạm được tới cái đường quốc lộ ở phía dưới và sáng nay chúng ta đã có bước tiến của nga ở khu vực này đúng không ạ và bây giờ chúng ta có bước tiến của nga ở khu vực này Đấy là những thông tin trong 24 giờ qua. Không có thông tin gì ở cái bãi uh, seledove Tuy nhiên chiều nay có thông tin rằng Nga đã uh, trận chiến ở Selodove đã bắt đầu, tức là quân họ đã đánh vào. Tuy nhiên thì tôi không biết rằng họ đánh vào bằng cách nào bởi vì trên này thì còn Marinka trong tay Ukraine, dưới thì còn Marinica. Trừ khi Nga đã chiếm được cao điểm này đúng không ạ? Thì như vậy cũng bá quá, bá đạo thế thì cũng rất là khó chơi. Vâng, nhưng mà dù sao chúng ta cũng ghi nhận rằng Nga đã bắt đầu uh, cuộc chiến ở Silodove. Nếu thế thì có nghĩa là họ đang công kích cả ba siêu thành phố cùng một lúc, ba siêu pháo đài cùng một lúc. Chiều nay thì chúng ta cũng có thêm những thông tin về việc là sau khi Nga tiến vào đánh chiếm đường tàu vào buổi sáng ngày hôm nay thì họ đã bắt đầu công kích từ hướng đường tàu vào trong các khu vực nhà thấp tầng ở sát đường tàu, còn cái mũi tấn công vào khu vực nhà cao tầng từ hướng phía đông nam lên thì tôi không nắm được thông tin. Hiện nay ở cái tuyến này thì video cho thấy giao tranh gọi là mù mịt đường phố. Đấy, bom đạn nổ tưng bừng và video còn không nhìn thấy tầm nhìn tầm nhức đâu cả. Có nghĩa là một cái uh, giao tranh này chúng ta đã dự báo thôi. Chắc chắn đây là một thành Ukraine sẽ không dễ buông như những thành khác. Và về cơ bản thì nó gồm những cái pháo đài cao tầng, đúng không ạ? Đây là những cái tòa nhà ít nhất là nó 5 tầng, nếu không thì có khả năng là 10 tầng và nó liên kết với nhau bằng những kiểu xếp hình như thế này có thể nói là rất khó để có thể dễ dàng đánh chiếm cho nên là chắc chắn sẽ nga sẽ gặp gặp rất nhiều những cái khó khăn đối với lại cái hướng đông này và tôi nghĩ rằng bây giờ họ đang áp sát để họ xí phần rồi sau đó họ sẽ luồn xuống đánh ở Marivka và họ sẽ tập trung vào cái hướng phía bên dưới để mà giải quyết các khu thấp tầng rồi tấn công vào hậu cân của ukraine ở hướng này đồng thời thì hướng trên họ cũng tràn vào các đường tàu để xí phần từ đây đến đây đúng không ạ chiếm một cái vùng này không có phòng thủ đáng kể rồi sau đó từ khu vực krotit ra nếu giữ được đánh chiếm cao điểm khóa chặt khu vực đường rút quân của ukraine rồi tiến từ khu vực thấp tầng vào trung tâm thì như vậy nga có thể vâng gọi là theo đây gọi là chiến thuật tính cua trong lỗ bao vây tứ phía vâng nhưng mà chúng ta thấy rằng là nga sộc vào khá nhanh đúng không ạ còn bây giờ thì uh, chúng ta chưa có được cái tọa độ thay đổi trong đây như vậy buổi sáng nay chúng ta có tọa độ rất quan trọng khi nga bắt đầu đã đánh chiếm những cái uh, vầng cung đường sắt đầu tiên và đã vào những cái ngôi nhà đầu tiên ở hướng phía đông còn ở hướng thành trì lớn thứ hai đó là làng horipka chiều nay nga cũng đã chiếm nốt cái khu vực thung lũng này từ đây sang đây Đấy. thì uh, đây cũng là một cái hành động tôi nghĩ rằng nó cực kỳ quan trọng bởi vì sao? Bởi vì là trong trường hợp Nga chưa chiếm được cái này hoặc là cái ngã ba này bởi vì nó đã không di chuyển trong hai ngày rồi. Thì với mũi tấn công của họ là sau khi họ đã chiếm được Zukova và khu vực này, họ dễ dàng tấn công để cắt cái cái cắt cái con đường của cái nào ở đây mà không cần phụ thuộc vào cái khu vực này, đúng không ạ? Và mở thêm cái hướng tấn công vào khu vực con đường chính dẫn vào Horovka. Đấy và cánh này của họ chắc là cũng đang Uh, dốc sức để tiến quân theo cái khu vực phía đông bắc xuống và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái thành này cũng sẽ bị phía nga bao vây từ ba hướng cái này thì không tính cua trong lỗ đâu mà vâng và... cua này là cua cũng rìa rìa lỗ rồi Vậy là cơ bản trong cái mũi tấn công của Nga về hướng Porok, một cái hướng chí mạng đối với Ukraine, thì họ vẫn tiếp tục tiến được theo hướng chính, uh, hướng phụ bên dưới và hướng phụ lại nhiều hơn hướng chính, đúng không ạ? Và hướng phụ phía trên. Đấy. À, như vậy thì có thể nói là tình huống của Ukraine vẫn tiếp tục đang xấu đi. Và chưa có dấu hiệu về việc họ sẽ chặn đứng được bước tiến của phía Nga. À, còn ở khu vực Mirograd này thì Ukraine đã tuyên bố sơ tán bắt buộc rồi. Đấy, sơ tán bắt buộc có nghĩa rằng là quân của họ đến để mà nấp trong những nhà dân để có dễ dàng phòng thủ cũng như là có cái chỗ ăn ở hậu cần vân vân. Cái đấy thì Ukraine đã làm rất nhiều trong thời gian vừa qua rồi đúng không ạ? vậy là chúng ta đi qua chiến trường adipka thế còn chiến trường vùng new york và torek thì sáng nay chúng ta chỉ có một bước tiến nhẹ của phía nga về đâu đó về hướng phía tây từ làng zuripka nhưng mà không rõ chắc là nhỏ còn khu vực bên cánh trái vùng new york không có thông tin gì cánh giữa janine không có thông tin gì cánh pichine không có thông tin gì chỉ còn mũi tấn công nho nhỏ cũng bên phải này nga đã tiến chiếm hết hai ba cái con à, cái ngôi trường ở đây đấy và họ chiếm khu vực này à, và một cái bước tiến khá là thú vị như này thì cho thấy là đợt giúp ba cũng thực sự lên đĩa rồi đúng không ạ còn ở phía à, hai bên thì chúng ta nhìn ra xa đây là khu vực giữa nga tiến công còn à, khu vực hôm qua thì họ tiến bên này đúng không ạ còn sáng hôm a à, vâng chiếm qua họ tiến bên này đấy và như vậy chúng ta thấy rằng là nhìn thì chúng ta cũng biết rằng Nga sẽ có những cái đợt tấn công từ hai hướng để mà tập kích vào đợt giúp ba trong thời gian tới. À, không phải hai hướng nữa mà rất nhiều hướng. Gần như là cái làng này là mất cái khả năng phòng thủ rồi, đúng không ạ? Chỉ còn nếu Ukraine còn thì họ chỉ đóng ở rìa rìa phía trên thôi. À, tuy nhiên bản đồ này cũng chưa chắc là hoàn toàn chính xác. Nó chỉ cho chúng ta biết được cái thế như vậy thôi chứ còn chưa chắc là, là tuyệt đối. Còn lại thì những hướng khác không thay đổi gì. Tuy nhiên thì ở đây nó đã chấp nối vào một cái logic của chúng ta trong những nỗ lực thời gian gần đây. Khi mà cách đây một tuần thì chúng tôi cũng đã bắt đầu nói về việc Nga đang tăng cường tấn công, đúng không ạ, hồi đầu tuần vào khu vực uh, Torez. Và họ để ý nhiều tới cái cánh bên phải này nhiều hơn sau khi đánh được cánh trái. Uh, sau đó thì chúng ta thấy rằng họ tiến liên miên 2-3 mũi về khu vực uh, Pidine và Dajukba. Rồi bây giờ họ tấn công khu vực này, rồi hôm trước họ mở cửa khẩu ở đây, đúng không ạ? Rồi hôm trước thì họ đánh chiếm cao điểm 215 và sau đó họ đánh chiếm hai mỏm này. Đúng không, quý vị. Rồi sau đó họ đánh vào vâng khu vực này nữa, một hai điểm và tiến vào cây rừng rồi đánh vào Chasitza, rồi hôm rồi họ lại đánh tiếp tục Horipka về phía sát làng nữa thì chiều nay có dấu hiệu tiếp là phía Nga lại tiếp tục đánh chiếp về Kikicha và họ chiếm thêm một điểm khoảng độ 1 km vuông từ Kikicha ra đây. Thì điều này nó nó nhỏ nhưng mà nó cho cho chúng ta một cái gợi ý rằng là thực sự phía Nga đang nhắm tới cái việc mà tiến công để đánh chiếm toàn bộ cái cánh phải này, đúng không ạ? Họ đang cố ép Ukraine rời khỏi khu vực bên phải để mở mũi tấn công từ bên hướng này sang kết hợp với các mũi tấn công uh, xuyên phá từ khu vực Kuredove và Orizana Nipka đồng thời từ hướng đờ giúp ba chạy dọc theo con đường này lên đấy và nó sẽ uy hiếp đồng thời rất nhiều chiến trường cùng một lúc và pháo đài siêu pháo đài Konstantinivka và nếu nga làm được điều này thì đồng loạt họ sẽ vây ép rất nhiều vị trí quan trọng đúng không ạ và Torek coi như là đã gọi là bị khóa mõm đấy. hết phim luôn ngồi chờ chết nếu như nga tiến được ở hướng phía new york thẳng lên và đồng thời sau này chiến dịch ship ra của nga cũng có thể là thuận lợi hơn rất nhiều như vậy là chiều nay chúng ta ghi nhận một bước tiến của nga ở làng Kikicha một cái làng mà rất là oan khốc cho cả hai bên đúng không ạ à, sau những diễn biến tiến công liên miên nhỏ lẻ khắp nơi trên cái tuyến vùng bắc mút à, ấy, thông tin này thông tin nó à, chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu à, còn lại ở à, hướng cánh chính về hướng slovian thì lại không có thông tin gì cũng như ở vùng uh, Sivak thì cũng chỉ có một mũi tấn công của Nga ở đây nhưng mà cũng đã hai ngày rồi và cũng không có diễn biến gì thêm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khắp chiến tuyến của phía Nga hay có cái kiểu đánh xong một phát, đúng không ạ? Xong rồi tịt vài ba ngày lại đánh lại. Điều này cho thấy rằng họ đang muốn giữ Ukraine ở lại cái khu vực này. Đấy, họ đang muốn dọa Ukraine ở khu vực, các cái khu vực lẻ tẻ, đúng không ạ? ở hướng đấy này hướng Makipka này chúng ta cũng thấy là nga đánh lên hai cái đợt trong vòng hai ba ngày rồi sau đó im bật rồi khu vực phía trên này thì chiều nay chúng ta có một mũi tấn công của phía nga đây chúng ta thấy là họ đã đánh tiến sang bên này bờ sông chiếm tít xuống khu vực bờ hồ đấy, một khoảng độ tiến 1 km về hướng tây nam từ thành Andripka và rất có khả năng đánh xong rồi lại để đấy im re. Và mũi tấn công này rất thú vị bởi vì là người ta đang nhỏm lên phía trên để đánh ở các vùng phía bắc của Kimka Thì mũi công của Nga lại hướng xuống khu vực phía dưới, đúng không ạ? Thì cái tính uy hiếp của nó rất là cao, nhưng còn tính chiến thuật của nó thì gần như nó không có ở cái hướng đó. Bởi vì là xung quanh không có gì. Còn cái hướng này là cái hướng mà rất nhiều các cái sự liên kết chiến thuật với nhau. Thì lại không thấy phía Nga tấn công mặc dù trận địa đã rất là hoàn hảo, nét nền nẹt cho họ rồi mà họ vẫn chưa giải quyết, đúng không ạ? thì có thể cho thấy rằng là nga đang à, dọa dẫm và kéo ukraine lại chơi cho vui là chính còn hướng này thì cũng tấn công liên miên nhưng mà đoạn này thì tôi không nghĩ là đùa à, mà có khả năng là vừa đùa nữa nhưng mà cái ý thức chiến thuật của nga chỗ này nhiều hơn đúng không ạ thì họ cũng tiến ở đây vài ngày rồi nhưng mà bây giờ cũng không tiến nữa có thể là họ lại tiến trong khi chúng ta kết thúc chương trình à, vậy là chúng ta đã đi qua hết khu vực phía dưới còn khu vực à... Khắc cốp có lẽ là ngày đầu tiên mà không cần phải nói gì, bởi vì đúng là không có một cái gì và không có cả video đánh nhau ở đây nữa cơ. Còn ở khu vực biên giới vùng Bengorod lên tới Sumi và Burian thì như tôi nói cùng quý vị vừa rồi là cả ba hướng này đều có quân Ukraine, đúng không ạ? Đặc biệt là họ đang uy hiếp, mà đang đánh vào khu vực biên giới này và uy hiếp ở cái hướng bên, bên cánh trái. Thì ở đây chúng ta sẽ dành thời gian để phân tích đôi chút tôi thì tôi không nghĩ rằng là ukraine sẽ đánh vào tỉnh uh, brian bởi vì tại sao bởi vì ấy nếu như về mặt uh, chính trị và quân sự mà nói thì chúng ta biết rằng là belarus họ đã đem rất nhiều quân ra biên giới ở đây rồi đúng không ạ thì uh, belarus đưa ra thì chủ yếu là mang tính chất phòng thủ nếu mà không có những cái tính binh pháp thì họ là phòng thủ chứ họ sẽ không tấn công đấy thế còn À, một trong những cái mà yếu tố có thể liên quan đến tấn công đó là quân nga sẽ trà trộn vào quân Belarus. Đấy để mà quay phim chụp ảnh thì chỉ có thấy bàn dân thiên hạ chỉ có thấy đấy là quân Belarus nhưng mà cũng không loại trừ khả năng nga sẽ trà trộn vào và nga sẽ tấn công từ Belarus. Nga tấn công từ Belarus thì chúng ta cũng không biết là có kích hoạt lời hứa của NATO là bảo vệ Ukraine à, khi mà à, Belarus tấn công hay không thì NATO sẽ tham chiến ở Ukraine. Thì Nga tấn công vào thì NATO sẽ làm gì? Đúng không quý vị? Đấy, thì chúng ta chưa biết. À, thì cũng có thể Nga tấn công vào Kiev, mà cũng có thể họ tấn công vào Chechnya, đúng không ạ? Đấy, chắc thì ở đây, chúng ta thấy là ở đây nó có một cái biên giới uh, giữa ba nước này. Đấy, ngã ba biên giới nó nằm ở đây này. Đấy, thì đây là một cái nơi nó khá nhạy cảm, đúng không ạ? Ngã ba biên giới này thì như vậy cũng có thể nga tấn công vào biên giới của uh, Belarus còn Ukraine tấn công vào ấy, thì chủ yếu là khiêu khích thôi khiêu khích để cho Belarus uh, tấn uh, đại khái là tham chiến để mà Nato vào thôi nhưng mà Ukraine chắc chắn sẽ không có tham vọng lãnh thổ Belarus rồi bởi vì nếu mà làm như vậy thì nó quá điên rồ đúng không ạ bởi vì là họ còn đang căng mình nên chấp cuộc chiến thì làm sao có thể đi đánh được thêm nước thứ ba nữa thế còn về cái chiến dịch sáng nay của họ ở vùng brian thì tôi nghĩ rằng khả năng đánh của ukraine nếu có nó đánh ở cái khu vực này đấy bởi vì tại sao bởi vì cái từ khóa của nó chính là belarus ukraine đã biết rằng belarus đã đóng quân đông đảo ở cái quận gomen này rồi đúng không ạ cái tỉnh gomen này rồi thì có nghĩa rằng là belarus thì có cái hiệp ước phòng thủ với nga như vậy thì có nghĩa rằng họ sẽ trong trường hợp ukraine đánh vào nga thì Belarus hoàn toàn có quyền để đưa quân sang để phòng thủ một cách dễ dàng ở khu vực định sumi đấy à, phòng thủ có nghĩa là họ chỉ phòng thủ thôi chứ không có tấn công thì cái việc đấy nó không có kích hoạt điều gì và sử dụng được quân belarus thứ hai nữa trong trường hợp mà họ không kích hoạt cái vấn đề phòng thủ thì cơ bản quân beirut cũng dễ dàng để trà trộn vào quân nga để mà phòng thủ khu vực này khi mà họ có thể vào vượt qua biên giới tiến vào đất nga à, thậm chí là họ đã có mặt ở đây rồi đúng không ạ một cách rất dễ dàng mà đại quân beirut vào đây thì ukraine không có cửa gì kể cả là họ có mang trăm nghìn quân cho nên là cái việc mà ukraine đánh vào tỉnh brian và cái hướng này Tôi thấy là nó không có cái tính gọi là cái, cái 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 tính thực tế cao mà nó mang cái tính chất là chiến tranh tâm lý nhiều hơn và hoặc là dùng binh pháp đúng không ạ? Đấy, khả năng là binh pháp rất nhiều. Đấy, còn đến thứ hai là chiến tranh tâm lý, có nghĩa là không có nguồn lực nhưng mà nói rằng có nguồn lực đánh để cho định, kẻ địch bị hoang mang. Thế còn khả năng thứ ba là tấn công thực thì nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết rằng Ukraine đã tụ tập quân ở vùng Sumy rồi và địa hình ở khu vực này rất là lý tưởng để họ có thể tấn công vào nga, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ thấy nếu họ tấn công, tấn công ở đâu? Nếu mà tôi đặt họ là những người mà à, am hiểu những cái binh pháp, thôi cũng không phải là binh pháp đơn giản thôi, đó là những cơ bản của binh pháp, thì họ sẽ đóng quân nếu họ đang ở thế công lớn và đang có thuận lợi trong chiến dịch của Nga trong lãnh thổ Nga thì chắc chắn họ phải ở thế hổ báo có nghĩa rằng là họ sẽ tấn công ở cái khu vực uh, điểm cao điểm nhất đấy ở khu vực này và đây chính là nơi mà họ đã tạo ra được cái thanh thế khi họ tiến từ khu vực cao điểm nhất lên đúng không ạ thì ở đây họ sẽ tiến công về đây về đây đấy và về hướng này ba cái hướng này còn ở đây thì nó khá gần với lại vùng Brian thì Ukraine nếu có thì họ cũng sẽ có mũi, nhưng mà đó chắc chắn chỉ là cái mũi phụ thôi, còn mũi chính là họ sẽ cố gắng chiếm được cái khu vực Riske rồi tiến tới Kucharop nhà máy điện hạt nhân ở đây và tiến tới tỉnh Kursk. Đấy là một cái giấc mơ hoang dã nhất đúng không ạ? Còn nếu không đánh được thì họ đánh đến vùng Riske này chiếm được cái thung lũng này thì cũng quá tuyệt vời khi có cả Suda và Kirin còn nếu không thì uh, ít hơn thì chiếm được cái khu vực phía bên dưới bờ sông thì cũng là ngon đấy còn nếu không thì chiếm được cái thung lũng dưới lòng bờ sông thì cũng là được thì như vậy khả năng đấy nhiều hơn còn ở khu vực Benゴール thì chúng ta cũng biết là họ đã đánh vài lần rồi uh, và cũng tổn thất khá nhiều rồi uh, cho nên là khả năng đánh vào đây thì thấp hơn thế còn chiến cuộc ở khu vực này trong 24 giờ thì sao? Ukraine đã dồn toàn bộ nguồn lực quan trọng nhất của mình để tấn công vào làng Komorakora bốn lần liên tiếp xe cộ cháy rất nhiều đấy có nghĩa là họ hướng về toàn bộ cái cánh trái và gọng kìm phía bên dưới của con Lenovo để hướng này để mà một công đôi việc đánh vào đây rồi thì có thể thốc lên trên nhưng mà có thể giải quyết toàn bộ cái khu vực phía bên dưới bờ sông mục tiêu số 1 của họ ấy, đúng không ạ mà chúng tôi nói với quý vị đấy đây chính là cái điểm bờ sông này nó kết nối ở chỗ này cho nên là nó làm cái ranh giới tự nhiên mà điểm chốt chặn Ukraine sẽ phải chiếm để mà thuận lợi đánh phía bên tay trái và tất nhiên rồi, đánh lên phía trên này là mục tiêu còn lớn hơn, nhưng mà không được thì cũng có thể đánh về phía bên này, đúng không ạ? Thế còn cái khu vực này thì không biết đến thời điểm này bản đồ nó như nào. Nhiều nguồn tin cho biết là cái đoạn này nó khá ảo. Và chiều nay thì có thông tin rằng là nó không tồn tại hoặc là nó chỉ là một cái gì đó mang tính chất phá bĩnh thôi. Đấy thì và chúng ta biết vậy. Và rất có khả năng thì buổi sáng nay người ta nói rằng Ukraine đang <laughs> vây bắt cánh quân lớn của Nga ở Crimea. Nhưng mà chiều nay thì những thông tin về việc Nga đang vây ngược lại Ukraine ở đây lại xuất hiện nhiều hơn. Ngoài ra cánh giữa thì Ukraine cũng liên tục tấn công. Đấy và họ cũng vào được cái cửa làng ở phía dưới của Konenovo. Nhưng sau đó toàn bị Nga đánh chặn ở phía bên kia bờ sông. Và như vậy chúng ta thấy những nỗ lực một cách khủng khiếp của Ukraine. Có thể nói một ngày ác liệt nhất của Ukraine tiến đánh về hướng phía Tây Bắc và phía Tây. Nhưng mà tất cả những nỗ lực của họ thì đã bất thành. Còn lại thì những cái thành họ đã chiếm là Aspa, Sopka, Snagot và Vineska thì đã chiếm ở trong ngày hôm qua mất rồi. Bây giờ hai mục tiêu tiếp theo là thành Krasnotibaskoye và Komandrova, hai thành đang giao tranh rất dữ dội. Nếu khả năng Ukraine đang nguồn lực tấn công vào hướng này thì Nga cũng không giữ được. Thành này nó bên phía bờ sông bên này, rất thuận lợi cho Ukraine, bất lợi cho phía Nga. Thành phía dưới cũng vậy, nhưng mà chắc chắn Nga sẽ tìm cách để câu giờ và gây tổn thất cho Ukraine. Và có vẻ như Ukraine đang nói về việc họ đang bao vây một cánh quân Nga lớn chắc là trong cái lòng chảo này. Nhưng nó còn khá to cho nên là nếu như mà uh, Ukraine chưa khép được góc, góc thêm mất hai cái thành này thì chắc là Nga vẫn có thể rút ra được. Bây giờ thì vẫn cũng có những cái vụ giao tranh ở đây thì chưa thấy phía Nga có ý định rút lui. Nhưng về thế trận thì chúng ta thấy đấy là một cái yếu tố tự nhiên. Nếu mà Ukraine củng cố được cái này một tí nữa thì họ có thể dễ dàng cắt toàn bộ cái khu vực này của phía nga đúng không ạ một cách rất dễ dàng nhờ những chỉ cần hỏa lực thôi mất đoạn này thì nga sẽ mất một cái uh, cơ bản nó là cái diện tích thôi rất nhiều thành bên trong những cái thành nhỏ nhỏ diện tích khá lớn đúng không ạ nhìn chung nó vẫn là trong giai đoạn uh, tấn công đánh chiếm của phía ukraine một cách khá là 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 là, là bây giờ đang giai đoạn cường lực đúng không ạ vâng còn ở các hai hướng còn lại thì hướng phía bắc ngày hôm nay nga đã có cái lợi thế khi họ bắt đầu phản công và tái chiếm được một thành quan trọng ở góc phía bắc còn hướng phía đông thì hai bên giao tranh nhì nhàng không có thay đổi gì đáng kể như vậy thì khá giống mọi ngày chỉ có một tí là nga đã có cái lợi thế hơn ở hướng này đúng không ạ còn ukraine thì có tấn công rất nhiều không thay đổi đáng kể nhưng mà sức tấn công rất lớn nhắm vào khu vực phía tây bắc và phía tây đấy là những cái diễn biến chúng ta cảm nhận ở khu vực này ở khu vực này thì tôi đọc qua báo cáo ngắn gọn của bộ quốc phòng nga liên quan tới cái việc này như sau là quân đội nga tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực tấn công của ukraine vào các khu vực lãnh thổ liên bang nga các đơn vị cánh quân phương bắc với sự hỗ trợ của phòng không và pháo kích hỏa lực uav đã đẩy lùi rất nhiều đợt tấn công của ukraine về hướng komarovo malaya konika và đã đẩy lùi những nỗ lực tấn công vào các hướng khác xung quanh konerovo kreminea matinovka olovka kursuka Puritanoe và kết quả là quân địch đã mất rất nhiều binh lực ở khu vực này. Các lực lượng trinh sát chúng ta đã tiến hành tìm diệt quân địch và những nhóm phá hoại ở các cánh rừng với nỗ lực để thâm nhập sâu vào lãnh thổ chúng ta. À, ở các vùng xyz rất nhiều à, rất nhiều vụ tấn công đánh chiếm đã xảy ra trong ngày hôm nay một số lượng kỷ lục ở các làng cũng toàn ca mới cốp mới kiếc thôi chúng ta bỏ qua và đến đoạn cuối quan trọng nhất đó là ukraine đã à, quân ta đã tiến hành các hoạt động chiến thuật tấn công vào các cụm đóng quân dự trữ chiến lược À, dự trữ uh, chiến thuật của các lực lượng ở tỉnh Sumi lữ đoàn 22 41 61 82 lữ đoàn vệ binh quốc gia lữ đoàn cảnh vệ quốc gia số 1 103 106 107 119 vệ binh quốc gia vệ binh lãnh thổ lữ đoàn 69 súng trường và uh, ở các khu vực Basovka, Cũng Ca, Mê Cốp hết và như vậy trong 24 giờ thì quân đội Ukraine đã thiệt hại 300 binh lính, 23 xe, à, 3 xe tăng và 15 các loại xe khác và một khẩu pháo. Vâng, báo cáo nhầm, báo cáo nhầm, 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 nhầm. Trong 24 giờ, Ukraine đã tổn thất 410 binh sĩ và chỉ riêng hướng Sumy đã là 330. 3 xe tăng, 6 xe bọc thép chiến đấu, 2 pháo, 3 cối, 5 xe các loại. Và ngày hôm nay thì phía Nga cũng cho biết rằng là họ đã bắn dụng một Su-24 và một MiG-29 của Ukraine. Như vậy là cũng là một ngày và đồng thời là số lượng tổn thất của Ukraine trong ngày trong chương trình buổi sáng tôi đã đưa là 2360. Đúng không ạ? con số kỷ lục mọi thời đại và liên quan tới từ trước đến nay. Và có thể nói nó đến từ cái chiến dịch vùng sumy rất nhiều. Đó là những thông tin liên quan tới tình hình chiến sự trong 24 giờ qua. Bây giờ